Muốn trở lên giàu có, bạn cần phải phụng sự người khác, phụng sự cộng đồng, phụng sự thế giới ngoài kia. Phụng sự ở đây là gì? Đơn giản là bạn hãy phục vụ họ, bạn hãy trao những cái giá trị mà họ đang cần. Ở đây có rất là nhiều người hỏi em liệu thế này, bây giờ mình rất là muốn phụng sự nhưng mà mình có cái gì để mà mình phụng sự đâu? Tiền bạc thì mình không có, tri thức thì mình không có, vậy mình phụng sự bằng cách nào? Mình có cái gì thì mình hãy chia sẻ cho họ cái đó, mình có cái gì thì mình trao cho họ cái đấy. Ví dụ như mình trao cho họ nụ cười nè, trao cho họ những cái lời nói dễ nghe nè. Ví dụ như bản thân em liệu em cũng có cái gì đâu. Và hiện tại này em đang chia sẻ những cái video này để cho tất cả các chị em, những ai mà đang thực sự cần ấy, khi mà các chị em nghe được những cái điều mà em chia sẻ, những cái điều mà các chị cần, các chị nghe, các chị áp dụng vào trong cuộc sống, các chị thay đổi được, đấy là cái điều mà em đang trao, em đang phục vụ cho mọi người đấy. Và để em có thể trao cho được mọi người thì em phải hàng ngày em phải học hỏi, em phải đọc sách, em phải học rất là nhiều để em đúc kết những cái kiến thức, những cái tri thức của nhân loại, của những cái người mà vĩ nhân kia, những cái người thành công kia, em đúc kết lại và em chia sẻ lại cho mọi người. Chứ không cần phải chờ đến là mình thành công, mình rực rỡ rồi mình mới trao cái giá trị cho cộng đồng với phục vụ cho mọi người. Mà trước hết mình muốn thành công, mình muốn trở nên giàu có, cuộc sống của mình được như mình mong muốn, thì mình trước tiên mình phải phụng sự, phải phục vụ mọi người, phải phục vụ cho cái cộng đồng ngoài kia đã. Đấy, cái việc phục vụ cho cộng đồng nó đem lại rất là nhiều những cái giá trị. Cái quy luật của vũ trụ này là cho và nhận. Đấy, có thể là nhiều người sẽ không hiểu được những cái quy luật này, bởi vì là có thể là cái kiến thức, cái tri thức nó cao, nó chưa ngang tầm với những cái điều mà họ mong muốn, cho nên là họ chưa thể thấu hiểu được. Cho và nhận. Và những người nào mà cho đi những cái trái ngọt ấy thì sẽ thu nhận được một bầu trời trái ngọt. Đấy, nên là thôi cứ cho đi, mình có cái gì thì hãy cho cái đó. Và cho đi bằng cái sự yêu thương, bằng cái sự chân thành và không tính toán, không mong cầu được đáp lại. Tức là mình cho đi bằng cái sự yêu thương thôi. Mình chỉ biết mình cho đi. Và ai nhận hay không là cái vấn đề của họ. Nên chúng ta muốn mong cầu hạnh phúc, chúng ta muốn mong cầu sự thành công, chúng ta mong cầu có được thật nhiều tiền, thì chúng ta hãy cho đi. Thiếu cái gì thì hãy cho đi cái đó. Đây là những cái quy luật của tạo hóa. Và nó cũng là những cái bài học đúc kết của các cái bậc vĩ nhân, của những cái người thành công. Em Liễu rất là thích đọc sách và em lại cũng rất là thích học. Cho nên là từ rất là lâu rồi, từ mấy chục năm về trước rồi, mình có quá nhiều những cái thói quen không tốt. Đã có quá nhiều những cái tư duy không đúng, có những cái niềm tin không đúng. Chính vì vậy mà những cái hạt giống, những cái điều mà mình phục vụ nó không mang lại được cái kết quả. Mặc dù trong con người của mình rất là khao khát trở thành người chia sẻ, rất là khao khát mong muốn là giúp đỡ được nhiều người ngoài kia, nhưng mà mình giúp cái kiểu không đúng thì kết quả nó sẽ đến với mình, nó cũng không đúng. Đấy, cho nên là bài hôm nay là em Liễu chia sẻ một cái từ khóa thôi nhá, một cái từ khóa để cho các anh chị em chúng ta đi qua cái video của em Liễu, các anh chị em có thể là học hỏi được, là muốn cái gì thì hãy cho đi cái đó và hãy phụng sự trước đi, hãy cho đi trước đi nhá. Hãy cho đi, hãy phụng sự trước đi bằng cái tình yêu của mình, và không cần cái sự mong cầu. Không phải là tôi cho anh cái này hay là tôi giúp anh cái này, anh phải trả ơn tôi hay là anh phải cho lại tôi. Các bạn không phải lo cái đó, vũ trụ sẽ trao lại cho các bạn, vũ trụ sẽ trả cho các bạn, và các bạn sẽ được gấp nhiều lần và rất nhiều lần. Hãy tin đi, hãy tin và hãy làm đi nhá. Tôi chúc các anh chị ứng dụng thành công.